Xin chào các bạn nhé. Sau đây mình hướng dẫn các bạn tải cái bản beta Stigma 3 nhé. Trước tiên các bạn bấm vào cái link mô tả, mình để dưới phần mô tả. Nó sẽ nhảy đến cái màn hình này. Nếu mà chúng ta ở cái dòng mà chuyển đổi tài khoản đấy, nếu mà chưa đăng nhập thì nó sẽ báo là các bạn đăng nhập. Để khi các bạn đăng nhập nó sẽ hiện email này. Thì ở cái phần này các bạn nhấn yes này, nó hỏi là các bạn có làm cái phần nội dung hay không thì các bạn nhấn yes nhé, làm theo mình là được, yes nhé. Nó sẽ nhảy đến màn hình tiếp theo. Thì ở cái phần nội dung tạo nội dung này thì nó sẽ yêu cầu cái đường link. Để mình kéo đường link YouTube của mình nhé. Đấy, cho đường link YouTube của mình vào, nhấn tiếp tục này. Thì đến bước này ấy, thì các bạn làm theo hướng dẫn là được, không cần phải hiểu. Thì cái phần này thì nó hỏi là có chơi cái stick bàn flash hay không, các bạn no. Phần dưới này là các bạn là chơi cái bàn stick 2 Emperor thì các bạn được nhét này. Bạn ấn no. Đấy, về cái phần này thì các bạn gõ tên nhân vật yêu thích, ví dụ như là kiếm sĩ. Đây các bạn gõ không. Ở phần này các bạn ấn nhét đây nhé. Đấy. Chỉ cần như này thôi ạ. Sau đó các bạn ấn tiếp tục này, nó sẽ nhảy đến một cái màn hình gì. Ở cái màn hình này thì nó hỏi là các bạn tại sao các bạn câu trả lời phần này sẽ hỏi là nội dung mà các bạn muốn chơi thử bạn Stigma 3. Đây các bạn có ví dụ như là I want, các bạn cứ gõ theo là được. Để quảng báo game đấy, để quảng báo game Stick. Vẫn tiếp này. Đấy, đến đây thì nó sẽ hỏi hệ điều hành các bạn. Các bạn nếu mà dùng Apple thì chọn iOS nhé, dùng Samsung các thứ là thể điều hành Android nhé, mình chọn Android nhé. Đến đây thì các bạn cho email vào đây, email vào đây. Sau đó các bạn ấn gửi. Như thế là xong. Nên xong phần mình đăng ký nhé. Tầm khoảng 1 đến 2 ngày. Khoảng 1 đến 2 ngày thì các bạn vào CS Play nhé. Vào CS Play, đăng nhập vào CS Play bằng cái email này luôn nhé. Thì lúc đấy nó sẽ hiện cái Stick 3. Mình sẽ sang bên CS Play cho các bạn xem nhé. CF Play thì đây các bạn có bàn đấy, lúc đấy nó sẽ hiện luôn đấy. Nó sẽ hiện Stick 3 đây, Stick 3 các bạn ấn vào và tải về thôi. Đây là mình đã tải rồi nhé. Đấy, lúc đấy mình sẽ tải. Còn nếu mà các bạn đăng nhập vào email khác nó sẽ không hiện cái Stick 3 này đâu.
Đấy thì hôm trước mình chạy thử, mình vô tình vào thì lại thấy cái bản Sigma 3 này mình mới cài đặt và sử dụng. Đấy, tải thì nó chỉ có vậy thôi, bây giờ các bạn tải về và chỉ việc trải nghiệm thôi. Ở cái bản này thì chúng ta có thể hai rủ các bạn tham gia nhé, mình test thử nhé, mình test thử cái chế độ mà chơi hai người ấy, đấu với nhau. Clip sau mình sẽ làm một clip để hai hai quân đấu nhau cho bạn xem nhé. Cái clip hướng dẫn tài mình chỉ đến đây thôi, và các bạn thấy hay ấy, thì cho mình một like nhé và đăng ký kênh để xem mình test thử cái chế độ Manti. Xin chào bạn nhé.